dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Động lực, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, trong hệ giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, yêu nước là giá trị nổi bật và cơ bản nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước giữ vị trí chuẩn mực cao nhất của đạo lý và đứng đầu trong bậc thang giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam, là động lực nội sinh to lớn của cộng đồng dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô địch trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng trăm nghìn đảng viên cộng sản bị bắt giam, tra tấn dã man. Những chốn lao tù địa ngục trần gian như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc đã trở thành địa danh lịch sử, ghi sâu tội ác dã man của kẻ thù, chứng kiến sự đấu tranh kiên cường, anh dũng của các chiến sĩ cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tại trại giam Phú Quốc, mọi hình thức chúng nó ra tấn một cách là rất dã man, rất tàn bạo, vừa cả thể xác, vừa lẫn tinh thần nữa. Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, một lòng là rất là trung kiên với đảng, với nhà nước. Đấy, thà hy sinh, đấy, chứ không chịu bao giờ khuất phục. Làm sao cố gắng là để một là nhận nhiệm vụ mà không quên được nhiệm vụ. Chúng tôi cũng quyết tâm như thế, mà đã vào cái đơn vị biệt động thì hầu như là các đồng chí nào cũng thấy cũng là như là mình đã hy sinh rồi. Trong khi bị địch bao vây, chúng tôi coi là giữa cái đấy là chúng tôi không sợ gì cái chết đó cả. Nếu lúc giờ lòng kiên cường dũng cảm của chúng tôi như thế là không sợ gì chết. Anh em nào cũng thế rồi, lúc bây giờ trong chiến đấu giờ có cái gì bom pháo, chỗ nào nó cũng bom pháo, bom đạn nó dày đặc như thế, mà quân của nó đông như thế thì chúng tôi không sợ gì nữa, mà chỉ có một lòng là chiến đấu đến cuối cùng. Khi mà đất nước có giặc ngoại xâm, lý tưởng của thế hệ thanh niên lúc đó là nghe theo tiếng gọi của Đảng, của non sông đất nước, sẵn sàng làm đơn tình nguyện lên đường cầm súng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đã 50 năm kể từ khi thoát khỏi gông cùm của trại giam Phú Quốc, những người chiến sĩ cộng sản năm xưa giờ cũng đã ngoài 70 tuổi. Rất nhiều ký ức bị lãng quên theo năm tháng. Thế nhưng, những đớn đau nhục hình, bao khoảnh khắc sinh tử trong tù chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức của họ. Lòng yêu nước đã biến thành sức mạnh giúp những chiến sĩ cộng sản vượt qua những trận đòn roi, tra tấn, thừa sống thiếu chết của quân địch, một lòng hướng về Tổ quốc, đồng bào. Nếu như trong thời chiến, tinh thần yêu nước được cụ thể hóa bằng những hành động quả cảm, sẵn sàng hy sinh để gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ, thì trong thời bình, yêu nước sẽ được hiểu như thế nào cho đúng? Mỗi thời đại đều có những nhiệm vụ của riêng mình. Yêu nước thời bình không phải cận kề sống chết, nhưng sự hy sinh thì luôn có thật. Bất kỳ một ngành nghề vị trí nào, mỗi chúng ta đều có thể thể hiện lòng yêu nước bằng những cách khác nhau. Và cách người trẻ ngày nay hướng đến cộng đồng quê hương đất nước có đôi chút khác biệt với thế hệ cha anh, nhưng sự tha thiết và nồng nàn thì trước sau vẫn vậy. Dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, anh Nguyễn Hoài Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ sưởi ấm tình người xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, nhiều năm nay vẫn miệt mài trên hành trình thiện nguyện và mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho những mảnh đời yếu thế trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vừa qua, anh là một trong những điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo Bác, được vinh danh tại chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng 2023. Tôi gặp người khó khăn hoàn cảnh hơn tôi thì tôi giúp đỡ.
tôi giúp bằng cái khả năng, bằng cái năng lực và khả năng của tôi, mà giúp đỡ rất rất nhiều năm mà tôi không biết đấy là thiện nguyện. Càng giúp được càng nhiều bao nhiêu, tôi cảm thấy trong lòng tôi vui bấy nhiêu. Sức khỏe không tốt nhưng anh Nam luôn cố gắng vượt qua số phận với mong muốn được góp sức giúp đỡ nhiều hơn cho những người kém may mắn. Năm 2022, anh Nam sáng lập và làm chủ nhiệm câu lạc bộ Sưởi ấm tình người, kết nối các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, vận động quyên góp, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những tấm gương như anh Nguyễn Hoài Nam chính là biểu hiện sinh động nhất của lòng yêu nước trong thời đại ngày nay. Tôi không nghĩ là việc tình nguyện tôi có thể hôm nay làm mà ngày mai nghỉ, mà tôi nó như là nó đi sâu vào thẳm trong tâm trí của tôi, và tôi sẽ làm, quyết làm thiện nguyện cho đến giây phút cuối cùng. Cho bản thân thì tôi không mong muốn điều gì, và tôi chỉ mong muốn những người tôi giúp đỡ họ luôn luôn được bình an. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, viết tiếp những trang sử vẻ vang, những thế hệ người dân Việt Nam dù là bất kỳ ai ở vị trí nào cũng đang thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể. Trên những cánh đồng, những người nông dân thời đại mới đang thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong các nhà máy, xí nghiệp, những người công nhân đang ngày đêm lao động, sản xuất để mang lại giá trị cho đất nước. Yêu nước còn là nỗ lực học tập để góp sức mình trong sự phát triển chung của đất nước, là rèn luyện nhân cách để trở thành một công dân có ích cho xã hội, làm nhiều việc tốt để giúp cuộc sống của mình, của những người xung quanh tốt đẹp hơn. Nhiều tấm gương sáng mang lại niềm vinh quang cho quê hương, đất nước, cho thấy lòng yêu nước luôn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam. Vâng, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Và để có được những bông hoa đẹp thì cần ươm mầm những hạt giống. Cũng như tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc luôn sẵn có trong mỗi người. Nhưng nó cũng có thể bị nguội lạnh đi nếu không được chăm lo, nuôi dưỡng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ thanh niên. Người khẳng định, cốt nhất của nhà trường là dạy học cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có ý chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ. Để thế hệ trẻ thêm yêu, thêm tự hào và trân trọng lịch sử, trân quý những đóng góp của thế hệ đi trước. Những giờ học lịch sử tại trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc không còn chỉ là những con số hay sự kiện khó nhớ, mà ở đây các thầy cô đã lồng ghép những nội dung về giáo dục lòng yêu nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ, chạm đến cảm xúc của các em. Đây cũng là cách giáo dục nền tảng nhân cách tốt nhất cho học sinh. Việc giáo dục ý thức dân tộc lòng yêu nước là chúng ta đã góp phần làm giàu tri thức, tâm hồn và khát vọng cho giới trẻ và trực tiếp tạo nên sức mạnh quốc gia dân tộc. Đồng thời nó khơi dậy cái lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, bồi dưỡng lòng biết ơn để từ đó các em có trách nhiệm hơn với gia đình, với quê hương và cho đất nước. Và đối với môn lịch sử của chúng tôi thì chúng tôi trang bị cho học sinh kiến thức về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc, đồng thời khuyến khích sự tự hào và lòng yêu nước sẽ góp phần xây dựng một cái xã hội đoàn kết và phát triển bền vững hơn. Em nhận thấy rằng yêu nước không chỉ thể hiện qua những lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể của mỗi chúng ta. Trước hết thì yêu nước, chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử của dân tộc. Qua đó thì sẽ bồi đắp thêm cái truyền thống yêu nước, thương nòi của ông cha ta được phát huy và gìn giữ suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Qua những câu chuyện xúc động trong những giờ học văn của cô giáo Lê Thị Thu Trang, các em học sinh như được trở về với cả một miền ký ức chiến tranh qua những trang nhật ký chân thực, mộc mạc của những người lính, như cuốn nhật ký của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Những bài thơ, ánh văn đẹp nhất, xúc động nhất được viết nên bởi những người lính Trường Sơn năm xưa. Một nỗi nhớ quê nhà, một mối tình thầm kín hay nỗi xót xa nghĩ về lưng còng dáng mẹ. Tất cả những điều đó giúp các em cảm nhận được sâu xa hơn vẻ đẹp tâm hồn người lính, lý tưởng sống cao đẹp của họ hơn bất cứ một lời ngợi ca nào. Chính những cảm xúc đó đã thôi thúc, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.
Từ đó các em ý thức được tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Trong từng giờ dạy, từng bài học, chúng tôi mang đến cho các em học sinh những giá trị giáo dục, đạo đức, tư tưởng và lối sống sâu sắc, và đặc biệt là nhấn mạnh vào cái việc là giáo dục truyền thống. Chúng tôi muốn làm sống lại quá khứ hào hùng của dân tộc và muốn các em nhận ra được giá trị của hòa bình và tự do, để từ đó các em có thể sống với lòng biết ơn, với trách nhiệm và có ý thức cống hiến, hy sinh vì đất nước. Mỗi công dân cần phải ý thức được trách nhiệm của mình để phù hợp với lòng yêu nước. Với em thì lòng yêu nước của mỗi công dân thời đại mới thì bắt nguồn từ hai việc cơ bản. Thứ nhất, đấy là ra sức tiếp thu những cái tinh hoa tri thức, khoa học kỹ thuật của nhân loại. Cùng với đó là việc tìm hiểu về những truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc và đem những truyền thống đấy lan tỏa đến năm châu. Điều này thì vừa giúp cái tiềm lực cơ đồ của nước ta phát triển. Đi cùng với đó, đó là những cái giá trị nước ta sẽ được lan tỏa đến khắp bạn bè trên thế giới. Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ là thực hiện cái thể hiện lòng yêu nước của mình bằng thực hiện hai cái nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước hết là phải làm một công dân tốt, thực hiện cái tốt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và có trách nhiệm với xã hội, có tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn để học tập tốt, công tác tốt, lao động sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân đất Việt không ngừng học tập, lao động, đổi mới, sáng tạo cùng một trái tim yêu nước ngay từ ngày hôm nay, thì chắc chắn khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng vào năm 2045, khi đất nước tròn 100 tuổi, sẽ trở thành hiện thực. Câu chuyện văn hóa tuần này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.